2023 Việt Nam đóng quân tại nơi đội tuyển Đức từng trú chân ở World Cup 2022. U23 Việt Nam được sắp xếp ở khách sạn hiện đại trong quá trình thi đấu tại Doha Cup 2023. Sau chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ, nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar. Tại sân bay, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussi đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đại diện Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. Theo lịch trình, nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại của U23 Việt Nam sẽ đặt chân tới Doha vào 23:30 giờ địa phương, 3:30 ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tại Doha, U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Grand Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi, từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và Ả Rập Xê Út tại World Cup 2022. Ngày mai, sau khi hội tụ đủ quân số, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Doha, chuẩn bị cho hai trận gặp U23 Iraq và U23 UAE tại Doha Cup 2023. Do thời điểm diễn ra giải Doha Cup trùng với tháng lễ Ramadan của người đạo hồi. Trong tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo hồi đều chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn. Đó cũng chính là lý do các trận đấu của giải diễn ra vào khung giờ muộn như vậy. Để thích ứng với khung giờ thi đấu này, huấn luyện viên Philippe Troussi cũng đã chủ động cho các học trò làm quen bằng cách tổ chức các buổi tập vào tối muộn trong thời gian tập huấn ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.